Chào quý vị và các bạn. Ngài Warren Buffett đã rất nổi tiếng trên thế giới với cái phong cách đầu tư rất hiệu quả của mình. Và cái việc lựa chọn cổ phiếu như thế nào trong cái việc mua vào hay là chọn điểm mua của ngài Warren Buffett thì dường như ai ai trong những nhà đầu tư cơ bản đều nắm vững được hết. Tuy vậy, cách mà ngài Warren Buffett lựa chọn thời điểm bán ra cổ phiếu thì không phải ai cũng chú tâm và biết đến. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cái việc bán ra nó cũng quan trọng như việc mua vào vậy. Chính vì thế, cho nên hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn chủ đề cách Warren Buffett lựa chọn thời điểm bán ra cổ phiếu như thế nào. Thì nội dung gồm có 5 phần như sau. Trước tiên là để nghiên cứu được cái việc bán ra như thế nào có phù hợp hay không thì chúng ta cần phải nghiên cứu được triết lý đầu tư của ngài Warren Buffett. Như ngài đã từng nói cũng như rất nhiều nhà đầu tư đã trải nghiệm thấy rằng tốt nhất mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó. Bởi vậy, chúng ta phải tìm hiểu cái triết lý đầu tư của ngài Warren Buffett một cách kỹ càng và sâu sắc. Thứ hai là chúng ta sẽ đến với một cái nguyên tắc đầu tư mà đã giúp Warren Buffett bỏ túi trên 7 tỷ đô la mỗi năm từ đây đến về sau. Thứ ba là cái nguyên tắc đầu tiên của việc bán cổ phiếu đối với ngài Warren Buffett đó chính là bán khi có cơ hội khác hấp dẫn hơn rất nhiều để có thể thay thế những cái cơ hội mình đang nắm giữ. Và thứ tư là bán cổ phiếu khi công ty đánh mất cái lợi thế cạnh tranh của mình, cơ bản bị suy giảm, vị thế trong tương lai sẽ bị giảm sút rất nhiều. Và thứ năm, bán cổ phiếu khi định giá quá cao so với giá trị nội tại, thì đây là một cơ hội hời để có thể chốt lời với cái lợi nhuận rất là cao đối với nhà đầu tư, không thể bỏ qua. Sau đây thì chúng ta đã sẽ vào từng phần một. Phần một, triết lý đầu tư của ngài Warren Buffett, đó là chỉ mua và nắm giữ lâu nhất có thể. Thì qua cái câu nói rất nổi tiếng của ngài, mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý sẽ tốt hơn nhiều so với việc mua một công ty vừa phải với mức giá tuyệt vời, nó đã nói lên rất nhiều cái triết lý của ngài rồi. Thì thứ nhất, ngài sẽ chỉ đầu tư vào các cái doanh nghiệp chứ không phải là trên góc độ mua cổ phiếu, tức là đầu tư với tâm thế của một người chủ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ hai là chỉ mua những cái doanh nghiệp, những cái cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững trong tương lai. Ví dụ như là April, gần đây Warren Buffett đã mua April mấy năm gần đây. Và cổ phiếu này đã trở thành cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của ngài. Hay là cổ phiếu Coke của Coca-Cola thì đã được mua từ những năm 1988-1990 với số lượng rất lớn. Và ngài Warren Buffett cũng là cổ đông lớn nhất của Coke. Hay là See Candy, ngài Warren Buffett đã mua cả công ty này từ năm 1972. Và đây là một trong những mỏ vàng của Buffett để có thể thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư sau này. Hay là công ty bảo hiểm Geico, một công ty bảo hiểm có lợi thế cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, mang lại cái dòng tiền rất tốt hàng năm cho ngài Warren Buffett đi thâu tóm. Hay là cái công ty đường sắt Burlington Santa Fe, đây là một trong những doanh nghiệp rất lớn trong lĩnh vực vận tải đường sắt. Đó. Và thứ ba, trong triết lý đầu tư của Warren Buffett đó là nắm giữ doanh nghiệp lâu nhất có thể và tốt nhất là mãi mãi. Và thứ tư, Warren Buffett đặc biệt khuyên nhà đầu tư cá nhân nên hạn chế giao dịch và tránh phải đóng thuế nhiều và phí giao dịch nhiều. Sau đây chúng ta sẽ vào cái nguyên tắc mà giúp Warren Buffett có thể kiếm trên 7 tỷ đô năm 2019 này cũng như là các năm sau. Đó là nắm giữ cổ phiếu lâu nhất có thể và hạn chế bán ra. Đó. Theo luật kế toán thì khi đầu tư, nếu bạn chưa thực hiện hóa cái khoản lợi nhuận của mình, tức là chưa bán ra cái khoản đầu tư của mình, thì bạn sẽ chưa phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ, công ty AZFIN của chúng tôi đã mua đầu năm nay cổ phiếu FPT với giá khoảng 36.000 đồng. Thì đến nay cổ phiếu đã 57.000 đồng và dự kiến hết năm 2019 này thì chúng tôi thu được lợi nhuận khoảng 20.000 đồng trên một cổ phiếu FPT chẳng hạn. Tuy nhiên, do chúng tôi quyết định nắm giữ FPT lâu dài chưa bán, bởi vậy cho nên khoản lợi nhuận 20.000 trên một cổ phiếu đó hạch toán vào công ty thì sẽ chưa phải đóng thuế thu nhập ngay mà để ở lại công ty dưới dạng thuế thu nhập hoãn lại. Đó. Và ngài Warren Buffett là một người thấu hiểu và vận dụng cái nguyên tắc này tốt nhất trên thế giới này, có thể khẳng định một điều đó vì ngài đã nắm giữ rất là thông thạo các báo cáo tài chính. Ngoài ra hàng năm ngài đọc cả ngàn báo cáo tài chính, bởi vậy không ai hiểu bằng ngài cả. Và thứ ba đó là nhìn trên bảng cân đối kế toán của Berkshire Hathaway thì có thể thấy rằng cái khoản thuế thu nhập hoãn lại đấy ạ, của ngài Warren Buffett tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 đã lên đến 60 tỷ 380 triệu USD. Mọi người lưu ý là hơn 60 tỷ USD nhé, hơn 60 tỷ. Đó. Và với cái việc hàng năm ngài Warren Buffett có thể vận hành công ty mình
với cái tỷ suất sinh lời khoảng độ 12% trên vốn chủ sở hữu một năm, thì việc chiếm dụng được tới hơn 60 tỷ USD tiền thuế này thì sẽ giúp ngài Warren Buffett tối thiểu bỏ túi thêm cho công ty mình thêm 7 tỷ đô một năm. 7 tỷ đô một năm. Bạn thử tưởng tượng rằng mức 7 tỷ đô một lợi nhuận một năm này cao gấp khoảng 10 lần so với lợi nhuận sau thuế của Vinhome. Đó, công ty có lợi nhuận sau thuế lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 này. Đây chỉ là phần ép thêm thôi chứ, chứ chưa phải là lợi nhuận toàn bộ tập đoàn Berkshire đâu ạ. Đó, nhờ lợi thuế thôi mà đã lợi nhuận tăng kinh khủng như thế này rồi. Và sau đây chúng ta sẽ vào ba nguyên tắc bán cổ phiếu kinh điển của ngài Warren Buffett. Nguyên tắc thứ nhất, chỉ bán khi có cơ hội khác thực sự hấp dẫn hơn so với cổ phiếu hiện có. Đó. Thì ở trường hợp những năm đầu đầu tư vào khoảng 1950, 1960 thì ngài Warren Buffett đã mua cổ phiếu Geico. Đây là một công ty bảo hiểm rất tốt và sau này đó chính là cái công ty làm nên tên tuổi của ngài Warren Buffett. Thì vào năm 1951 đó thì cái tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu Geico này hàng năm cũng rất đáng nể, với 20% một năm và với PE bằng 10 lần được đánh giá là vẫn còn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu về cổ phiếu, đọc báo và đọc rất nhiều báo cáo tài chính thì ngài Warren Buffett đã tìm ra một cổ phiếu, đó là Western National Insurance, với cách grow lên đến 12% một năm. Đó, tuy thấp hơn Geico nhưng mà điểm hơn Geico rất nhiều ở các điểm sau: ROE lên đến 13%, 30% một năm. Tức là cái mức ROE này cũng luôn nằm top, gọi là 5% doanh nghiệp hiệu quả nhất thị trường ấy. Ở Việt Nam thì không mấy doanh nghiệp có ROE trên 30% đâu ạ. Nó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngoài ra, cái định giá của cổ phiếu này mới mang lại một sự bất ngờ cho nhà đầu tư, đó là PE bằng có 1,7 lần. Đó, PB bằng 0,5 lần. Tức là chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta mua công ty này giá 17 tỷ chẳng hạn, thì năm nay lợi nhuận nó đã là 10 tỷ đồng rồi. Thì như vậy là chỉ hơn một năm thôi là có thể hoàn vốn toàn hoàn toàn. Thì sự thực sự là một cơ hội vô cùng hiếm có. Nhiều người cho rằng không thể tin là có một cổ phiếu như thế này, nhưng thực tế là có rất nhiều. Ngay cả ở thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng thế. Giai đoạn 2008-09 có những cổ phiếu PE bằng có 1,3 lần. Giai đoạn 2012-13 có những cổ phiếu rất tốt đầu ngành mà PE bằng có 4 lần. Ví dụ như Bình Minh chẳng hạn, bằng có 4 lần thôi ạ. Thì đây là những cái cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua. Và kết quả là chỉ sau 2 năm đầu tư vào cái công ty Western này thì ngài Warren Buffett đã thu được lợi nhuận tới 200%, tức là gấp 3 lần cái tài sản chỉ trong vòng có 2 năm thôi ạ. Thực tế cho thấy AZFIN áp dụng rất nhiều cái nguyên tắc này vào trong đầu tư. Thì như ở năm vừa rồi, khi cái cổ phiếu PLX, khi chúng tôi mua đầu năm khoảng độ giá 53 thì đến giữa năm nó đã lên tới khoảng độ 64 rồi, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cổ phiếu này tuy vẫn còn hấp dẫn rất dài hạn, nhưng mà lúc ấy chúng tôi so sánh với cổ phiếu MWG đang giao dịch với giá 80-85 ngàn đồng thì thấy rằng MWG hấp dẫn hơn rất rất nhiều lần. Bởi vậy chúng tôi cũng bán PLX và chuyển sang MWG ở cái giai đoạn đó. Và giai đoạn đó là chúng tôi mua thực sự rất là nhiều MWG và kết quả cũng rất là tích cực. Đến cuối năm thì MWG hiện nay là 113, đó, trong khi PLX thì lại có chút giảm giá. Tiếp theo, nguyên tắc kinh điển thứ hai của ngài Warren Buffett trong cái việc lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu, đó là khi doanh nghiệp mất đi cái lợi thế cạnh tranh vốn có của nó. Ngài Warren Buffett đã từng nói, nếu bản thân đang ở trên một con tàu đắm, một con tàu thùng, thì nỗ lực chuyển sang một con tàu khác sẽ hiệu quả hơn là việc vá lỗ thủng trên con tàu đó. Đó, thì một nguyên tắc rất rõ ràng, đã mất lợi thế cạnh tranh thì phải cắt ngay, hay đã sai thì phải sửa ngay. Cụ thể trường hợp cái công ty Salomon Brothers thì ngài Warren Buffett đâu đó mua khoảng năm 1987-88 gì đó, thì đến năm 1990, quanh những năm đó thì Salomon dính vào một vụ bê bối về gian lận trong giao dịch trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này làm chao đảo cả nước Mỹ và cổ phiếu này cũng lãnh hậu quả rất lớn khi mà Fed, rồi là chính phủ Mỹ trừng phạt rất nặng nề cái doanh nghiệp này và đứng trước bờ vực phá sản. Thì Warren Buffett đã phải mất rất nhiều công sức cùng với Munger bay đi bay lại giữa các nơi để có thể là làm dịu lại và vực dậy lại cái công ty này. Tuy nhiên khi nghiên cứu kỹ lại, ngài Warren Buffett thấy rằng cái ngành mà công ty hoạt động đang phải chấp nhận rất nhiều rủi ro mới có được khách hàng và doanh thu. Hơn nữa, cái việc vi phạm đạo đức trong cái lĩnh vực giao dịch tài chính này thì rất khó kiểm soát. Bởi vậy cho nên là Warren Buffett và Munger đã quyết định bán cổ phiếu này năm 1990. Và sau đó thì cũng rất đáng tiếc là cổ phiếu này đã phá sản vào năm 2013. Đó. Tiếp theo, từ năm 2010 thì cái công ty Tesco, công ty bán lẻ của anh ấy, đã trở lên lỗi thời và bắt đầu lao dốc.
Thì đến năm 2014, thậm chí công ty này còn khai gian doanh thu của mình để có thể che giấu việc kinh doanh bị thua lỗ. Và Warren Buffett và Berkshire đã nhận thấy điều này từ khá sớm, và họ đã bán phần lớn cổ phiếu vào năm 2012 đó, và phải bán ngay. Tuy vậy, Berkshire cũng chịu thiệt hại kha khá ở cái thương vụ này, trong do vẫn còn nắm một phần cổ phiếu không bán ra được hết đó. Và thực tế, AZFIN cũng ứng dụng cái nguyên tắc này của ngài Warren Buffett vào thị trường rất là triệt để. Đó là vào năm 2016-17, cụ thể 17, khi mà cổ phiếu Cotecon này, lúc ý đã xảy ra một chút xung đột giữa các cái lãnh đạo công ty, thì chúng tôi cho rằng đây là cái lợi thế cạnh tranh lớn nhất của công ty, đó là lãnh đạo, sự quan hệ của lãnh đạo, kéo các hợp đồng, uy tín của lãnh đạo. Nhưng mà lúc đó thì đã mất rồi. Bởi vậy chúng tôi quyết định là quyết liệt bán ra cổ phiếu Cotecon này. Và kết cục là cổ phiếu Cotecon đã giảm một mạch từ 220.000 xuống còn 60.000 đồng một cổ phiếu. Hay là một cái trường hợp rất là kinh điển, thời năm 2011, 12, 13 thì cổ phiếu Vinasun, VNS ấy, cái hãng taxi Vinasun, hồi đó như kiểu là bất khả chiến bại vậy, ở trong Sài Gòn, lợi nhuận rất tốt, làm ăn rất phát đạt, mở rộng âm ầm. Tuy nhiên từ năm 2014, 15 khi Uber bắt đầu vào Việt Nam, 2016, đó, thì đã làm cho cái kết cục của ngành kinh doanh này thay đổi hoàn toàn luôn. Bởi vậy cái lợi thế vốn có của Vinasun đã không còn phát huy được tác dụng nữa. Chính vì thế chúng tôi cũng quyết định bán đi cổ phiếu Vinasun. Đó, và rất là mạnh mẽ bán cổ phiếu đó. Và thực tế đến nay thì Vinasun đâu đó chỉ còn có 10.000, trong khi trước đó giá khoảng 40-50.000 một cổ phiếu. Đó. Và tiếp theo, nguyên tắc cuối cùng của ngài Warren Buffett khi bán cổ phiếu đó là cổ phiếu đó bị định giá quá cao so với giá trị nội tại vốn có của nó. Thì vào năm 2018, ngài Warren Buffett đã bán lại cái tờ báo Washington Post cho ông chủ Jeff Bezos của Amazon, thì ông chủ giàu nhất thế giới này có rất là nhiều tiền. Thì nguyên nhân là vì Washington Post tuy vẫn còn hoạt động kinh doanh khá tốt, tuy nhiên cái lợi nhuận của nó thì khá là thấp, thậm chí có những năm còn thua lỗ cơ. Đó. Do đó mà không hiểu một lý do gì mà ngài Bezos lại muốn mua cái tờ báo này, có thể vì cái lòng yêu thích đặc biệt với cái thương hiệu lâu đời này. Chính vì thế cho nên Warren Buffett đã không bỏ lỡ cơ hội bán được cái Washington Post này với giá rất cao. Thì đó là có được các cái nguồn tiền để chuyển dịch sang các cái khoản đầu tư khác hiệu quả hơn. Đó, hiệu quả hơn. Hay là trường hợp chúng tôi, AZFIN đã từng gọi là khuyến nghị rất nhiều ở trên Facebook cũng như là trong các bài báo cáo khuyến nghị của mình, và hiện nay vẫn còn lưu ở trên Facebook ạ. Đó là trường hợp cổ phiếu PNG vào tháng 4 năm 2018, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường chứng khoán đang rất cao. Khi đó là khoảng độ 1.150 điểm, chưa chưa lên đến đỉnh 1.200 điểm. Thì PE của thị trường đâu đó chúng tôi soi đã 23 lần, tức là cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau giai đoạn khủng hoảng 2007-2008 mà thôi. Trong khi bình thường PE của thị trường đâu đó dao động quanh khoảng mức 14 lần, và tức là lúc ấy 23 lần, tức là đã cao gần gấp đôi rồi. Thì có cổ phiếu PNG được định giá với PE lên đến khoảng 30 lần. 30 lần ạ. À. Chúng tôi nhận thấy rằng PNG như vậy trả giá mức này đã trả trước 3 năm tăng trưởng cho PNG. Bởi vậy chúng tôi quyết liệt khuyến nghị bán cổ phiếu này. Và thực tế cho thấy là sau khoảng 1,5 năm thì cổ phiếu này vẫn còn thấp hơn so với đỉnh khoảng 30-40% cơ. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng cũng khoảng 2 năm nữa thì PNG mới trở lại được cái giá hoàng kim đó. Thì đấy là những cái kinh nghiệm rất quý báu học được từ ngài Warren Buffett. Và như vậy chúng ta đến kết luận rằng vậy thì nhà đầu tư dài hạn chỉ bán cổ phiếu khi nào? Đó là một khi cơ hội hấp dẫn hơn rất nhiều so với cổ phiếu đang nắm giữ. Chúng ta lưu ý là hấp dẫn hơn rất nhiều. Còn nếu hấp dẫn hơn một chút thì chúng ta không nên đánh đổi làm gì cả. Rất mạo hiểm chuyển từ một con chúng ta đang nắm giữ tốt đẹp sang một cái con khác. Thì phải có một cái sự chênh rất lớn như ngài Warren Buffett đã từng thực hiện đó. Thứ hai là khi doanh nghiệp thay đổi nền tảng cơ bản, lợi thế cạnh tranh của họ mất đi, thì cái triển vọng tương lai của họ sẽ kém đi rất nhiều. Bởi vậy, chúng ta hãy bán càng sớm càng tốt. Như trường hợp của Vinasun, hay trường hợp của Hoa Sen 2017-18, hay trường hợp của Hòa Bình, vân vân và vân vân. Và thứ ba là chỉ bán cổ phiếu khi định giá cổ phiếu này nó đã cao hơn một cách phi lý. Thực sự đây là những cái cơ hội trời cho để chúng ta có thể chốt lời với lợi nhuận rất cao, chạy trước thậm chí vài năm tới. Đó, ngài Warren Buffett cũng đã từng chia sẻ một cái triết lý rất là thú vị, đó là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Thì chúng ta hãy sợ hãi khi người khác trả giá cổ phiếu một cách điên cuồng và mù quáng, thì đó chỉ có thể là cơ hội bán tốt nhất, thu được lợi nhuận cao nhất để sau này có thể tái đầu tư với các cái cơ hội khác
hấp dẫn hơn rất nhiều. Thì trên đây là nội dung tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về việc lựa chọn thời điểm và quyết định bán cổ phiếu của ngài Warren Buffett. Thì tôi tin rằng đây là những cái kinh nghiệm rất hữu ích của Buffett cũng như của AZFIN truyền tải đến cho quý vị và các bạn. Và chúc quý vị và các bạn ứng dụng vào đầu tư chứng khoán thành công và hiệu quả hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chủ đề tiếp theo.